Rồi, đây là con heo rừng nha các bạn. Khi mà mình bần xong á thì con heo rừng nó sẽ đó, ba trọi nữa các bạn ha. Đó, mỏng nè, bạn thấy không, nó già cái tới lớp mỡ nè các bạn ha, có miếng đó. Bà chỉ nha các bạn ơi. Đó. Ha. Của nó rất là đỏ ha. Trong con heo thì cái này thì ngon nhất rồi các bạn, cái này là cái thăn ha. Ai chém gió giờ các bạn nói là cái thăn là ngon nhất nha các bạn. Chỉ có cái thăn thôi. Gái nè thấy không? Không không có mỡ luôn thấy không? Rồi. Một con heo ra trắng tinh nha các bạn. Trắng như tờ giấy luôn.